Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Nhím con và cây xương rồng. Trong khu rừng nọ có một gia đình nhím sinh sống. Trong nhà có nhím bố, nhím mẹ và một chú nhím con rất đáng yêu. Nhím con có một cái tên rất dễ thương, đó là Nana. Hôm nay, Nana nói: "Bố mẹ cho con ra ngoài chơi một lát nhé." Nhím mẹ đồng ý và dặn thêm: "Con không được đi xa quá đâu đấy." "Con biết rồi ạ." Nana vui vẻ trả lời và chạy ra khỏi nhà. Hôm qua, Nana phát hiện ra một cây táo có rất nhiều quả chín bên bờ sông. Nó muốn đi hái táo về cho bố mẹ ăn. Nhất định mẹ sẽ rất vui và thơm một cái vào má của nó. Còn bố thì sẽ bế nó tung lên cao rồi đỡ lấy nó. Nana càng nghĩ càng thấy vui. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy bên đường có một quả bóng màu xanh lá cây. Trên người quả bóng có rất nhiều gai nhọn giống hệt nó. Nó cứ tưởng đấy cũng là một chú nhím con, bèn nói: "Chào bạn, bạn từ đâu đến vậy?" Nhím còn không trả lời. "Ồ, thì ra là bạn đấy đang ngủ." Nana nghĩ bụng: "Cứ để bạn đấy ngủ một giấc thật dài đi đã, mình đi hái táo trước." Nana đến bên bờ sông, tìm thấy cây táo và hái được rất nhiều táo. Quả nào cũng to và đỏ mọng, nhiều đến mức nó suýt thì không cõng hết về nhà được. Trên đường về, nó lại phát hiện ra một bạn nhím con nữa. Nana lại hỏi: "Xin chào, bạn từ đâu đến vậy?" Hình như nhím con vừa mới ngủ dậy, nó dụi mắt và nói: "Ôi, tôi cũng không biết mình từ đâu tới nữa. Tôi sống trong một cái chậu hoa rất to. Một hôm khi tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có một cơn gió to thổi tới. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình rời khỏi nhà rồi." Nhím con nói xong bật khóc thút thít: "Tôi không tìm được đường về nhà." Nana nói: "Vậy bạn tới nhà tôi đi, tôi sẽ bảo bố mẹ tìm nhà giúp bạn. Biết đâu bố mẹ tôi lại biết bố mẹ bạn đấy." Nhím con nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Được." Nana đưa cho nhím con một quả táo. Nhím con cũng cõng quả táo trên lưng giống Nana. Hai chú nhím cùng cõng táo đi trên đường giống hai quả cầu gai đang lăn tròn, thật là thú vị. Khi Nana đưa nhím con về đến nhà, nó mang táo tặng cho bố mẹ. Nhím mẹ vui mừng thơm vào má Nana một cái. Khi Nana mang táo đến biếu bố, nhím bố liền bế nó lên, tung lên cao rồi đón lấy nó. Sau đó, Nana liền giới thiệu nhím con với bố mẹ và nhờ bố mẹ tìm nhà giúp bạn. Nhím bố và nhím mẹ nhìn nhím con và cười, rồi nói: "Nana, tuy trên người bạn cũng mọc đầy gai nhọn giống như chúng ta, nhưng đó không phải là nhím, mà là một cây xương rồng hình cầu." Nói xong, nhím mẹ liền đi tìm một cái chậu hoa và cho đất vào trong đó. Nhím con mừng rỡ nhảy vào trong chậu và nói: "Ôi, thật là dễ chịu và thoải mái làm sao, cuối cùng thì tôi cũng tìm được về nhà rồi." Từ đó, Nana và xương rồng trở thành bạn thân của nhau. Tuy biết đó không phải là nhím mà là một cây xương rồng, nhưng Nana vẫn gọi bạn là nhím con. Không lâu sau, cây xương rồng nở ra một bông hoa rất đẹp, Nana lại càng vui mừng hơn nữa. Sưu tầm. Các em thấy câu chuyện trên như thế nào? Tuy nhím và cây xương rồng có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng chúng lại là những loài vật khác nhau. Nhím là động vật, còn xương rồng là thực vật. Nhím là động vật máu lạnh, còn gọi là động vật biến nhiệt vì nó không thể tự điều chỉnh được thân nhiệt của mình mà luôn thay đổi thân nhiệt theo môi trường. Khắp nơi trên thế giới, loài nhím thường có thói quen ngủ đông. Loài nhím sa mạc sinh sống ở Ả Rập và sa mạc Sahara còn có cả thói quen ngủ hè nữa.